Chào các bạn, tôi là Trần Hân Di. Từ nhỏ tôi đã là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi. Lớn lên vì có cá tính, ai giờ gì tôi cũng làm. Và từ đó tôi có biệt danh cô gái giấy dán. Nhưng ba tôi đã từng nói, rồi con sẽ gặp hoàng tử của đời mình. Ôi, hoàng tử đã xuất hiện. Lần sau đi đứng nhớ phải nhìn đường. Định mệnh anh yêu em. Bắt đầu phát sóng lúc 20 giờ thứ tư ngày 15 tháng 10 trên HTV.